Porta xin kính chào quý vị và các bạn. Trong lịch sử Việt Nam của chúng ta thì có rất là nhiều những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là một người mà khi mà nhắc đến tên ông thì chắc có lẽ rằng là không một ai trong chúng ta là người Việt mà không biết về ông. Thậm chí có một số nơi còn tôn thờ ông là thần và lập đền thờ để thờ phụng. Và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thì được thờ ở rất là nhiều nơi. Và những cái nơi đó thì gắn liền với những cái hoạt động mang tính chất lịch sử và in đậm dấu ấn của ông. Trong một lần mà tôi đi đến với Chí Linh Hải Dương thì tôi đến với Vạn Kiếp, thì tôi được một người dân ở đó và nói cho tôi một cái thông tin, đó là đây ở Vạn Kiếp đó chính là nơi mà là đại bản doanh trong cái cuộc mà kháng chiến chống quân Mông Nguyên mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là chủ soái. Và một thông tin còn làm cho tôi bất ngờ hơn nữa, đó là người ta nói rằng là đã tìm thấy nơi mà chôn cất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, và không phải ở Vạn Kiếp mà ở tại một nơi khác. Vậy thì thực hư là có cái chuyện đã tìm ra được nơi mà chôn cất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hay chưa, và thông tin đó có thực sự là chính xác hay không? Vì theo những gì tôi đọc thì nơi chôn cất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn là một bí mật. Và trong cái hành trình này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thực hư về chuyện là cái nơi chôn cất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nha quý vị và các bạn. Để tìm hiểu về câu chuyện này thì tôi đã đi đến với một nơi gắn liền với cái hoạt động quân sự mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khi ấy là chủ soái. Đó chính là ngôi đền phía kia. Ở phía kia có một cái ngôi đền được đặt tên là Đền Trần Thương. Và đó cũng là một di tích quốc gia đặc biệt ở tại huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam. Và khi mà tôi đến đây thì tôi thấy rằng là tôi rất là ấn tượng, bởi vì khu vực đền này nó rất là đẹp. Phía trước của chúng ta đây, tôi sẽ quay cái camera lại để quý vị cùng quan sát nha quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây thì phía trước, ngay phía trước này này, nó có một cái hồ nước rất là rộng lớn luôn. Đó, một cái hồ nước. Và bên kia có một cái cây cầu đá, một bên là một cây cầu đá. Đây là cái hồ nước này. Đó, rất là rộng lớn. Và bên kia cũng lại là một cái cây cầu đá. Ở phía này có một cái bậc thềm đá này. Đây, đây là một cái bậc thềm đá và một hồ nước rất là mát. Hôm nay thì trời có nắng to, và nhưng mà khi mà tôi đứng đây thì vẫn rất là mát là quý vị. Và trông ra hồ nước này thì đó chính là cái cổng để đi vào đền Trần Thương. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào trong đây. Khu vực cái hồ và ngôi đền thì được cách nhau bởi một con đường này. Và phía này đây thì tôi đang đến đây là phía trước của chúng ta đây này. Đó chính là đền Trần Thương đây rồi. Ở đây thì tôi thấy có một số bác đấy, đang ngồi ở đây. Chúng ta sẽ đến đây trò chuyện, tìm hiểu nhé quý vị. Cháu chào các bác. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, đền Trần Thương này là thờ ai bác nhỏ? Trần Hưng Đạo. À, là thờ Đức Trần Hưng Đạo đấy hả? To nhất mình đây. Dạ vâng. Thế cháu ngồi đây nhá. Cháu ngồi đây được không ạ? Ngồi. Dạ hay quá. Và rất là tuyệt vời khi mà vừa đến đây thì tôi đã gặp được các bác ở đây. Bác ơi, bác cho hỏi là vậy thì cháu ấy, thì khi mà cháu đi đến với Vạn Kiếp, tức là ở chỗ Chí Linh Hải Dương ấy, thì nơi đấy ngày xưa là đại bản doanh của Đức Trần Hưng Đạo đấy. Cháu đến tham quan thì cháu được ở đấy nói là
về đây tìm hiểu về nơi chôn cất của Đức Trần Hưng Đạo. Người ta nói là ở đây, thì không biết thực hư cái chuyện đấy là có phải không bác? Cái này thì theo các cụ nói lại mới bộ văn hóa ta nói là đúng đấy. Đúng à? À, như vậy là có tức là chôn ở đây. À, chôn ở đây cơ. À, nhưng mà ngôi đền này ngày xưa là chỗ này, vậy thì phải là cái gì, một nơi gì đấy của Đức Thánh Trần đúng không bác? Đây là nơi kho lương. À, kho lương. Kho lương của Đức Thánh Trần. Dạ vâng. Đó là nơi mà kiểu như là giấu quân lương đấy. Rồi. À lương vâng. Thực rồi là súng ống nọ kia này các kiểu. Dạ vâng, tóm lại là nơi giữ lương thực này, rồi. Vũ khí này. Rồi. Dạ vâng. Thế à, thôi cháu cảm ơn bác nhá. Vâng, vâng. À, cháu xin phép bây giờ cháu vào cháu đi tham quan ngôi đền với. Và đây là cái cổng, một cái cổng tam quan đấy quý vị. Một cái cửa to, và ở phía trên có ghi là đền Trần Thương thuộc huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phía trong của khu vực đền này nha quý vị. Ở đây tôi thấy có một bà đang ngồi ở phía cổng. Bà ngồi hóng mát à? Vâng. Dạ vâng. Dạ thì ngồi xuống nó mát em ạ. Thế em ở đâu về đây? Dạ. Em ở đâu về đây? Cháu ở Hà Nội về đấy ạ. À. Thế bà ngày nào cũng ra đây hóng mát à? Hả? Bà ngày nào cũng ra đây hóng mát à? Cũng lúc nào đúng thì ra. Vâng. Bà gần đây không? Xóm cách một cái ao sang nhà. À là bà ngay đây, tức là bà ra đây để chơi đấy. Ừ. Hóng mát. Sau khi mà đi qua cánh cổng tam quan này đây thì tôi bước vào đây là một cái không gian rất là mát mẻ luôn. Quý vị hãy nhìn đi ạ. Đây, một cái không gian cực kỳ mát mẻ với các cái hàng cây rất là lớn. Và các bạn, quý vị hãy xem coi. Ở đây những hàng cây này nó mát lắm, thật sự là mát. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phía trong của ngôi đền nhá. Và bên trái thì tôi thấy là đó là một cái ao. Đó, nó có một gọi là một cái hào nước thì đúng hơn. Đây. Và bên phải cũng là một cái hào nước. Và nước ở đây rất là sạch sẽ. Và có vẻ như ở đây được giữ gìn rất là tốt đấy quý vị. Rất là sạch sẽ luôn này. Đó. Và con đường thì ở chính giữa. Tôi hiếm thấy có một cái nơi nào mà có được cái kiến trúc cũng như cái cảnh quan đẹp như thế này. Ở phía trước kia cũng lại có một bà đang là bê cái bàn. Bà bê cái bàn đi đâu đấy? Có cần con giúp không? Bà có cần con giúp bê giúp bà không? Dạ. Bà có cần con giúp bà bê không? Dạ. Con có con bà có muốn con giúp bê giúp bà không? Đây rồi à? À đây rồi à? Dạ vâng, vâng vâng. Thế thì bà vào nhá. Vâng. Vâng, cái bàn cũng rất là nhẹ nên thôi để bà đi. Cậu yeah. Có tiền chứ xin cậu mà hào cậu. Dạ. Xin cậu mà hào. À, thật sự với quý vị và các bạn là tôi hôm nay tôi có một cái hơi là thiếu sót là tôi đi mà tại vì bây giờ tôi dùng tiền tài khoản ngân hàng nhiều nên bây giờ lại không mang theo tiền mặt đấy quý vị. À, con tiếc quá là hôm nay con lại không có chuẩn bị tiền mặt đấy, bà thông cảm giúp con nhé. Vâng. Dạ vâng, con chào bà. Nên là thật sự là tôi cũng muốn giúp bà nhưng mà tôi lại không có tiền mặt ở đây quý vị ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục với đền Trần Thương và sau khi tôi... Cậu ơi, chú để ở chỗ này rồi. Vâng. À, sau khi mà chúng ta đi từ cánh cổng kia đi theo cái con đường này thì chúng ta đến được với... đây là tôi thấy đây có một cái giếng ấy quý vị. Một cái giếng ở bên tay phải này. Một cái giếng hình tròn. Đây. Đây là cái giếng hình tròn. Không gian ở đây nó rất là mát mẻ. Và bên này cũng là một cái giếng nước nữa. Hình tròn và cũng đầy nước ở đây. Đó, ở đây nha quý vị. Người ta gọi đây là hai cái giếng ngọc. Và hai cái giếng này thì nó nằm ở phía trước của ngôi đền. Ngôi đền ở phía trong. Chúng ta đang chuẩn bị vào đây là chuẩn bị đi vào ở cái cánh cổng của đền rồi. Và nói về Đức Trần Hưng Đạo thì Trần Hưng Đạo là một nhân vật lịch sử rất nổi tiếng rồi. Và ông sinh năm 1228 và ông mất năm 1300.
Tên của ông là Trần Quốc Tuấn, tức ông họ Trần, và tước hiệu của ông là Hưng Đạo Đại Vương. Ông là một nhà chính trị, nhà quân sự, và ông cũng là tôn thất hoàng gia của Đại Việt thời Trần. Và sau khi mà qua đời thì ông được suy tôn để trở là Đức Thánh Trần, và hay còn gọi là Cửu Thiên Vũ Đế, và ông được thờ phượng ở rất là nhiều nơi. Bây giờ thì chúng ta đang ở phía, sau khi mà chúng ta đi qua cánh cổng này thì chúng ta đã đến chỗ này, là có một cái bức bình phong bằng đá đây, một cái kiến trúc là rất là thường gặp trong cái kiến trúc văn hóa của Việt Nam của chúng ta, quý vị. Đây chính là khu vực đền thờ, phía trong khu vực đền thờ Đức Thánh Trần. Bên trái tôi thấy có một cái chuông bằng đồng. Và trước khi chúng ta đi vào gian chính giữa thì quý vị hãy nhìn bên đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổng thể khu vực này nhé quý vị. Quý vị đang nhìn thấy ở đây thì đó là gì? Cái hào nước nó bao xung quanh khu vực của ngôi đền này. Tôi hiếm thấy có một cái đền nào mà có được cái kiến trúc và có một cái hào nước bao xung quanh như thế này quý vị. Và rất là hay và đặc biệt đó là khu vực đền này rất là đẹp. Và cái không gian đấy quý vị, nó phải nói là mát mẻ. Trong đây trước cửa đền nó lại là một cái cổng tam quan nữa nha quý vị. Đó. Bây giờ thì tôi sẽ đi vào trong phía trong đền. Và tôi sẽ, quý vị hãy cùng coi, đây là, ở đây có một cái lư hương để cho mọi người đến có thể thắp hương ở tại đây nha quý vị. Rồi. Đó, tôi sẽ đến đây tôi thắp hương cái. Có một tấm biển ghi 4 chữ Hán, chữ Nho gì đó. Và đây là một cái kiến trúc bằng gỗ nha quý vị. Một cái kiến trúc thường thấy, một cái chất liệu thường thấy khi mà chúng ta đến với các đền chùa ở Việt Nam. Bây giờ thì tôi đang vào ở phía trong của ngôi đền đây. Ở đây tôi thấy có một ban thờ. Wow, quý vị hãy xem đi. Có một thanh kiếm. Kia là một cái thanh kiếm. Và tôi nghe nói đấy là thanh kiếm mà được truyền từ đời của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đấy quý vị. Và được thờ ở tại chính điện này. Giờ chú cho hỏi là cái thanh kiếm ở trên kia có phải là thanh kiếm báu là từ ngày xưa truyền lại đúng không ạ? Tức là từ thời Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn luôn đấy. Dạ vâng, thế cháu cảm ơn nhé. Như vậy thì quý vị ạ, quý vị mà đến đây ấy quý vị, thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một cái báu vật. Phải nói là báu vật bởi vì đó là một thanh kiếm cổ. Thanh kiếm báu được thờ ở ngay gian thờ chính luôn. Và gian thờ chính thì được sơn son thép vàng rất là đẹp nha quý vị. Đó. Một công trình kiến trúc đẹp quá quý vị ạ. Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đó. Và đền Trần Thương thì đã được xây dựng là từ thời Hậu Lê. Chắc là thời cuối của nhà Lê thì đã cho xây đền này để tưởng nhớ công đức của Đức Thánh Trần. Và ở phía trước đó chính là gian thờ và nơi có bảo kiếm được tôn thờ ở đây. Và ngay phía sau gian thờ đó là một cái hành lang. Đây là một hành lang. Và ở bên cạnh hành lang đây chính là một cái giếng. Một cái giếng và hứng toàn bộ ánh nắng mặt trời xuống. Wow, đẹp lắm quý vị ạ. Quý vị mà đến đây thì chắc là quý vị sẽ thấy rất là thích bởi cái kiến trúc đặc biệt này. Và phía sau thì tôi đang thấy còn có một gian thờ nữa, chắc là hậu cung. Ở chỗ này được gọi là hồ khẩu. Kia có ghi là hồ khẩu. Đó, và nơi này có một cái giếng, và giếng lúc nào cũng có nước. Dưới đây rất là may mắn khi chúng ta đến đây có
các người ta gọi là những cụ rùa, những đó là những cụ rùa nó sống rất là lâu ở tại nơi đây. Và hôm nay thì cụ rùa đang nổi lên cả quý vị, rất là may mắn cho chúng ta. Và thực sự là cái giếng này nó giúp cho cái không gian ở phía trong của ngôi đền trở nên hết sức là thoáng đãng. Và ôi đẹp quá. Kìa quý vị, phía trên kia tôi thấy có một hình tạc một cái tượng, đó là hình mặt rồng. Rất là đẹp. Kiến trúc này đẹp quá quý vị ạ. Và chúng ta sẽ ngắm nhìn cái không gian của cái giếng này từ phía trong cái hành lang ngắm ra ha quý vị. Quý vị có thấy một cái kiến trúc đẹp quá phải không ạ? Rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn thấy có một cái đặc biệt ở trên cái giếng này quý vị. Nếu quý vị có để ý thì quý vị sẽ nhìn thấy có hai cái con nghê ở phía này và phía kia. Đó. Và chính giữa là một con rùa. Đó, hai con nghê và một con rùa nha quý vị. Đó. Và đây gọi là hồ khẩu. Tức là miệng à. Cái hồ miệng à. Khẩu tức là miệng đấy quý vị. Đấy, miệng hồ. Hứng trọn toàn bộ cái ánh nắng ở phía trên xuống. Không gian này đẹp quá nha quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phía trong nhé. Ở ngay cái hành lang thì có các cái cung thờ tứ vị vương tử. Đó, ở đây. Xin chào chị. Khi mà tôi đến đây thì tôi thấy rằng là có rất là khá là nhiều những vị khách từ nơi xa đến. Là may mắn hôm nay đến đây thì tôi còn thấy là, quý vị hãy nhìn kỹ ở dưới đây đi. Quý vị có thấy không? Đó, quý vị có thấy gì không ạ? Và đây là một cụ rùa. Và các chú ở đây nói rằng là rất là hiếm khi cụ rùa nổi lên ấy quý vị ạ. Nên là chúng ta rất là may mắn khi mà đến đây. À, đến đây và đó, quý vị thấy cụ rùa này không? Đây là một cụ rùa đã sống rất lâu ở tại đây rồi. Và hôm nay cũng là một may mắn cho chúng ta nha quý vị. Lúc nãy là chúng ta đã đứng ở phía bên kia nơi có cái hành lang, và đó là có cung thờ tứ vị vương tử. Và ở bên phía này thì có cung thờ nhị vị vương cô. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ đi vào phía trong nha quý vị. Đây là cung thờ nhị vị vương cô. Có lẽ là... Dạ. Vâng. Chào chị. Chị ở đâu đến đây đấy? Chị ở Hưng Yên. Hưng Yên à? Ờ, Hưng Yên cũng gần đây nhỉ? Dạ. Chị tên gì? Chị em mình giao lưu tí nhỉ? Chị Trang. Chị Trang có hay đến đây không? Hay là đây là lần đầu? Chị cũng có hay đến đây. À thế à? Chị biết nhiều thông tin về đền Trần Thương không? Có biết nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thế à? Chưa nhiều lắm. Thế chị em mình quay qua đây cho nó sáng đi. Chị em mình giao lưu với nhau tí nhá. Tức là chị đến đây cũng nhiều lần rồi đúng không? Em thì hôm nay mới đến đây lần đầu tiên. Ở đây là có cái này là giếng. Đấy, nhưng mà em hình dung ra là cả một cái cung rất là gần ở đây mà lại có một cái hồ nước đây. Đúng vậy. Đây là ông rùa rất là lớn này. Vâng. Đấy, khi mà du khách đến đây là rất là ít khi đây đây đấy, đúng không? Đây không đại thấy bạn này giới thiệu rất là hay, bạn ấy rất là thích các cái kiến trúc này đẹp lắm ạ. Vâng. Chị Lan ơi, chị Lan. Chị ơi, chị ra đây bạn đây à? Chị Lan đây à? Chị à? Em cũng được nghe nói ngày xưa ở đây là nơi mà chữa vũ khí và lương thực. Không, thực ra gọi là như này. Vâng. Về Đức Thánh Trần ấy thì cuộc đời ông sẽ có 3 điểm chính. Vâng. Là sống kiếp bạc, khác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc. Chúng ta đang đứng đây là Trần Thương. Vâng. Là nơi ông chữ lương thực. Đấy, chữ lương thực. Lương. À vâng. Bất lừa nữa rồi. À. Đấy, và quan trọng nhất là cái cả cuộc đời ông dành tâm huyết là gì? Đối với ông tôn chỉ là đất nước trên vai, dân tộc trên vai. Vâng. Thế nên là nói về Đức Thánh Trần thì phải nói về một sự ngưỡng mộ một người có là ở cái tầm vươn ra thế giới. Vâng. Một trong những tướng tài mà thì hình dung là ngày xưa cái thời mà Nguyên Mông ấy. Vâng. Thì chắc là đâu đó em hiểu về lịch sử của ông rồi. Đúng rồi. Thì chỉ có ông là người đầu tiên trong lịch sử có thể gánh được thành Cát Tư Hãn thủ ấy. Nói về nhà ngài với bằng cái tâm thế chị là tôi của thánh. Vâng. Đấy. Thứ hai nữa là chị ngưỡng mộ ngài bởi vì ông là người mà khoác áo bào trên vai
trận Bình Than á, mà ông không, tức là quyền làm vua mà ông không làm vua, vì với ông, đối với ông tất cả là đất nước, dân tộc, và với ông là tôn chỉ của ông là quốc thái dân an, nên là ông yêu đất nước vô cùng, luôn luôn ở bất kể lợi thế nào ông đều lấy dân làm gốc, đấy chính là Đức Thánh Trần. Đấy chị là con của Tam Tứ Phủ nhưng cũng là tôi của ông, vì ông tác phúc cho không phải là một dân tộc, mà đến giờ này khi ông đã hiển thánh rồi ý, thì cái thế mạnh của ông là ông vẫn dành cả tâm huyết với ấy cho đất nước Việt Nam đến ngày hôm nay. Thế nên tại sao chúng ta có thể nói là 63 tỉnh thành trên giải đất hình chữ S đều thờ ông là để trấn. Thì đó, thì tất cả những người ấy là người con dân Việt Nam thì lên biết là thường có câu gọi là dân ta thì phải biết sử ta. Đấy. Thì đấy mới là cái thì hiểu về nhà Trần thì phải nói về đánh bật nhất là các đời vua Trần này là những đời mạnh nhất, dài nhất trong lịch sử và được ghi chép kỹ lưỡng nhất. Nhưng nói về nhà Trần thì phải nói đến Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn thì chính là ông. Thì đấy có ba điểm chính nhất thôi. Thế nên là thường thì người Việt có một cái lối sống là sống gửi thác về, thì cái điểm thác ấy, thì đây chính là nơi ông chọn dành cái tâm huyết khi mà ông chút hơi thở cuối cùng thì ông chọn ở đây. Vâng. Theo như gì mà chị nói thì là nơi mà ông thác là ở tại đây. Ông chọn, tức là ông hóa tức là không chôn mà hóa. Và cả cái tâm huyết cuối cùng cuối đời của ông ấy là ông không chôn mà ông về đây. Tức là xác ông được giải tắm mình trong cái dòng sông này ấy, bao trọn đất nước dân tộc. Đấy vẫn là đấy mới là cả... Một chi tiết là rất là em bản thân em cũng rất là khó hiểu đây là hóa, tức là thiêu. Ông không chọn chôn. Hóa tức là một cách gọi. Rồi là thiêu. Thì ra là thế. Rồi giờ em đã hiểu. Tại vì em khi mà em đến với Vạn Kiếp ấy. Vạn Kiếp là nơi chứ. Kiếp Bạc là nơi mà ông quê hương của ông không phải lập, mà Kiếp Bạc là nơi cha ông đầy về đó. Kiếp Bạc là nơi đại bản doanh khi đánh quân Mông. Không, cái đó là đúng không ạ? Là khi mà là có một số biến cố trong gia tộc của đấy, ông thì là cha ông bị đẩy về đó. Đi về đấy. Thế là thế. Thế còn lại thì đối với ông thì em ở cái Việt Nam này sẽ có rất 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 nhiều cái khác nhau. Ông đánh rất nhiều trận nhưng ba trận Nguyên Mông quá giỏi. Đấy, thì em chỉ nhớ đấy là về Đức Thánh Trần. Nếu mà các bạn trẻ mà được nghe thì nó rất là bổ ích, bởi vì như chị cũng nói đó là dân ta thì nên biết sử ta, và em làm cái việc này khi mà em đi đến những nơi em cũng là một người rất là mê sử. Em tìm hiểu rất là nhiều về lịch sử và các có những cái là trong sử sách không lưu. Như vậy thì cái chi nghe kể lại được nghe nhà ngài kể lại như vậy cái chi tiết như chi tiết mà em nghe là ông được chôn ở đây là không phải, mà ông được hóa ở đây. Đúng rồi. Hóa ở đây ông có thể ở đây để gọi là hóa thân để giải xác thân có, xác của ông ở đây để ôm trọn cái đất nước, ông chọn cái tình sông. Yêu của ông cái dòng sông này. Vâng. Thế thì đấy. em cảm ơn chị rất là nhiều vì hôm nay em cũng như là quý vị khán giả đã được hiểu một cái câu chuyện, đó là thì ra đây là nơi ông chọn. Đúng và rồi. Không phải là để chôn ở đây mà ông đã chọn là hòa mình vào đất mẹ. Đúng, đúng rồi, không ạ? Đấy mới là chính xác. Đấy, cái đấy mới là quan trọng, đúng không? Chứ còn đất quê cha đất của ông phải ở Bảo Lộc. Đúng vậy. Mới hôm vừa rồi em đi đấy. Thế nên là chỉ cần ba điểm chính này nói về ông này: sống thì Kiếp Bạc, thác sống Trần Thương, bạc, quê hương Bảo Lộc. Quê hương Bảo Lộc. Đấy là ba điểm chính của ông thôi. Vâng. Còn lại thì cả giá đất hình chữ S tại 63 tỉnh thành. Ông ấy khắp nơi đánh trận vào tận Chiêm Thành nữa. Đúng vậy. Đấy thì chính là Đức Thánh Trần. Dạ vâng. Đánh trận dọc dài đất nước. Thế nên là những điều mà ông làm đến giờ này thì có một vài người nhưng mà vẫn chưa, tức là đủ tầm vóc lớn như ông, thì đến giờ là lịch sử, tức là thế giới ghi nhận chứ không phải chỉ là tầm đúng Việt rồi. Nam. Ông là một trong 10 ông là một trong 10 chúng tài của thế giới đấy. Hôm nay rất là may mắn khi em được gặp chị cũng như các chị ở đây, chị đã chia sẻ thêm rất là nhiều những cái thông tin. Em cảm ơn gái họ Trần thế ạ. Thực ra là mẹ em ấy là họ Trần nên là em rất là tìm hiểu. Vâng, mẹ em họ Trần. Thế em cảm ơn chị nhé. Em chúc chị em chúc chị nhiều giờ sức khỏe nhé và may mắn. Em cảm ơn các chị nhé. Dạ vâng. Và hôm nay thì chúng ta rất là may mắn khi được gặp gỡ một số những các chị đã đến đây, có cái rất là nhiều cái thông tin về ngôi đền Trần Thương này nha quý vị. Và những cái thông tin, những cái kiến thức về Đức Trần Hưng Đạo. Và như chúng ta vừa quan sát đó thì chúng ta đã thấy là cái khu vực của cái giếng này là một trong những cái điều đó tôi thấy rất là đặc biệt, mà khó mà có thể bắt gặp ở những cái ngôi đền, ở những cái kiến trúc, những cái di tích lịch sử khác.
khi ở ngay chính giữa của cả một cái khu, một cái quần thể di tích thì lại có một cái khu vực giếng này. Mọi người nói là một cái giếng có một cái ý nghĩa rất là quan trọng ở tại đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào khu vực ở phía trong nha quý vị. Và khu vực của phía trong này đó chính là khu vực của gian thờ chính, nơi thờ Đức Thánh Trần. Và phía sau chúng ta sẽ nhìn thấy đó là khu vực của cung cấm. Phía trước là ban thờ phía trước của cung cấm nha quý vị. Và ban thờ nhìn ra đó chính là, đây là ban thờ cung cấm đây. Và chúng ta đang nhìn thấy đây là nhìn ra đó là cái cánh cửa. Cánh cửa này nhìn ra chính là cái hộ khẩu ở tại chỗ này luôn. Đó. Và bây giờ thì chúng ta lại được một lần nữa nhìn cái kiến trúc của cái hồ này. Nó rất là đẹp và rất là đặc biệt. Khó mà có cái chỗ nào có nha quý vị. Đó, đây là toàn bộ phía trong của khu vực gian thờ chính. Ở phía trong của đền Trần Thương. Thì đền Trần Thương thì được xây dựng vào thời Hậu Lê, nằm ngay trên kho lương của nhà Trần, được phục vụ được xây dựng để phục vụ cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Và đây là một cái công trình có cái kiến trúc rất là độc đáo, mang phong cách nghệ thuật cổ đại của dân tộc Việt Nam, và được trang trí bằng những họa tiết được chạm khắc tinh xảo, công phu kết hợp nhiều kỹ thuật của người cổ đại. Cái khu vực mà nằm ngay phía sau của cái giếng hồ khẩu đây thì đó chính là khu vực đền thờ hay gọi là trung điện. Và trung điện thì nằm phía trước liền kề với khu vực của cung cấm. Và khu vực của cung cấm đây, đương nhiên rồi thì khu vực cung cấm luôn luôn sẽ được khóa cửa, chỉ những cái dịp trọng đại thì mới được mở cửa để cho mọi người có thể vào hành lễ ở phía trong mà thôi. Đó, và kiến trúc ở đây thì ở đây tất cả mọi thứ được làm rất là tỉ mỉ. Rồi quý vị hãy nhìn đi, cái cánh cửa phía trước của cung cấm được chạm khắc đẹp lắm quý vị ạ, rất là đẹp. Trên có mặt hình rồng. Đó, và đây là phía trong của cung cấm nha quý vị. Cánh cửa này, và đây hôm nay thì cung cấm đang là khóa cửa như thế này nha quý vị. Những dịp trọng đại thì cung cấm mới được mở cửa ra. Đó, và chúng ta nhìn thấy một cái công trình kiến trúc cổ rất là đẹp. Một cái công trình mà rất là đặc sắc, nổi bật, rất là khác biệt so với những cái công trình kiến trúc khác mà tôi đã từng đi đến. Tôi cũng đã đi đến rất là nhiều những cái ngôi đền, ngôi chùa. Nhưng mà đây là một cái ngôi đền mà tôi thấy rất là đặc biệt, có sự khác biệt. Ở phía trong của cung cấm thì đó là bức tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở phía trong. Ngoài gian thờ chính thì ở trong khu vực đền Trần Thương cũng có ban thờ của các vị tướng quân dưới trướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Như chúng ta đang nhìn thấy đây chính là ban thờ của tướng quân Giã Tượng, một trong những tướng rất là tài, rất giỏi dưới trướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Và bên đây thì có ban thờ tướng quân Yết Kiêu. Nếu mà nhắc đến tướng quân Yết Kiêu thì chắc chúng ta cũng đã biết rồi. Yết Kiêu đó chính là vị tướng mà đã lặn xuống sông để rồi là đục thuyền của địch, mà chúng ta đã được học ở trong sách giáo khoa ha quý vị. Nó cũng được thờ ở tại đây. Bây giờ thì chúng ta lại quay ra phía ngoài và chúng ta nhìn cái không gian tổng thể của ngôi đền nha quý vị. Sau khi chúng ta đã đi vào phía trong, chúng ta đã tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin về ngôi đền. Thì quý vị hãy nhìn, đây là cái lúc mà chúng ta sẽ, quý vị hãy nhìn cái không gian xung quanh của ngôi đền đi quý vị. Rất đẹp. Và ở bên ngoài của ngôi đền đây lại có thêm một cái giếng, tôi thấy bên trái một cái giếng nữa.
Như vậy ở phía trước của ngôi đền thì có hai cái giếng rồi. Còn ở bên, ở phía ngay hông của ngôi đền lại có thêm một cái giếng nữa ở chỗ này. Đó. Ở đây tôi thấy có một bác. Cháu chào bác ạ. Cháu là Tuấn Anh, bác tên gì bác? Tôi Phạm Ngọc An. À vâng, bác An. Bác An ơi, cháu có nghe nói là nơi đây ấy, là cháu được chia sẻ rằng là nơi đây là nơi mà chôn cất hay là chôn cất xương cốt của Đức Trần Hưng Đạo đúng không ạ? Không, không phải. Đây thì là ngài cắm sinh phần ở đây và ngài đặt kho lương nuôi quân đánh giặc. Vâng. Chứ còn mộ ngài ở đâu thì chưa biết được. Vẫn chưa biết được cơ. Nhưng mà chỉ biết là ngài mất ở phủ đệ Vạn Kiếp, tức là Kiếp Bạc, và cái linh Hải Dương. Vâng. Khi ngài mất là có hơn 70 có áo quan. Vâng. Đưa về các nơi đây cũng có, nhưng mà không biết ngài nằm áo quan nào và chôn cất ở đâu, hiện nay chưa có tài liệu nào nói. À. Đó, như thế đấy. Như vậy là vừa rồi là bác mà phải gọi là ông chứ. Vâng. ông An đã vừa chia sẻ cho chúng ta một chi tiết nữa, đó là ông, tức là Đức Trần Hưng Đạo là mất ở Vạn Kiếp Bạc, tức là Kiếp Bạc ở tại Chí Linh Hải Dương đấy, Linh nơi Hải mà Dương. Có đâu đóng đại bản doanh đúng không? Đúng rồi. À, đấy. Sau đó sau khi ông mất thì có tới 70 cỗ quan tài. Ờ. Vợ con ngài và các thuộc tướng đưa đám ma, nhưng mà không biết ngài nằm áo quan nào và tôn ở đâu, chưa có tài liệu nào. Và vẫn chưa có biết được là ở đâu. Biết được ở đâu. Vâng, đúng như thế. Vậy thì còn có cái câu nói là thác ở tại Trần Thương thì theo ông thì ông thấy ông nghĩ thác như thế Trần nào? Thương là như thế này. Vâng. Tức là nghĩa Hán cổ nó rộng lắm. Vâng. Thác cũng là chết. Vâng. Thác cũng là sống người thác nhờ. Vâng. Ủy thác, ký thác. Thế thì riêng ở Trần Thương đây là ngài ký thác cắm sinh phần ở đây thôi. Đấy. À. Chứ không phải ngài mất ở đây. Đấy. Vâng. Nó như thế. Có chăng là khi mà ngài đã nói như vậy ấy, thì có phải là một ẩn ý nào đó để nói với những người sau rằng là ngài sẽ hóa ở đây không ạ? Theo ông có thấy điều đấy có đúng không? Không, cái đó thì không biết được. À, chưa biết được. Chưa biết được. Vâng. Chưa biết được. Tại vì vẫn có phải là vẫn chưa có bằng chứng nào. Chưa có bằng chứng nào, chưa có tài liệu nào nói. Vâng. Mà nhà nước Bộ Văn hóa chỉ nói là ngài cắm sinh phần ở đây. Cắm sinh phần ở đây. Cắm sinh phần đây. Vâng. Để đặt kho lương đối quân đánh giặc. Vâng. Và cắm sinh phần ở đây là có 6 kho lương. 6 kho lương. Đền Trần Thương là kho lương chính. À. Đấy, chứ còn loanh quanh trong xã là còn 5 kho lương nữa cơ. 5 kho lương khác. 5 kho lương vậy khác. Là một cái kho lương nó to như thế này đấy cơ. Ờ, kho lương thì mình không hình tượng được. Vâng. Nhưng mà chỉ biết rằng là đặt kho lương đối quân đánh giặc. Dạ vâng. Thế còn bây giờ... từ năm 2010 năm Canh Dần, vâng, được nhà nước cho phép khôi phục lại cái lễ phát lương. À vâng. Đấy, lễ phát lương thì hiện nay lương thảo trên đền vẫn còn. À, tức là trong cái túi lương thì bên ngoài là vải lụa vàng. À, có đề chữ Trần Thương, vâng, linh từ. Vâng. Đấy. Thế bên trong là có mấy cái tiêu chí. Một là có cái dấu ấn của ngài. Vâng. Hai nữa là có cái niên hiệu. À, cái dấu ấn của ngài thì là vâng, cái tấm cái dấu đấy, vải vải vàng, vải vàng, vâng, và có dấu đấy. Vâng. Cái thứ ba nó là có cái niên hiệu, ví dụ năm nay là năm Quý Mão. Vâng. 2023 chẳng hạn. Vâng. Với cái tiêu chí nữa là có một cái túi ni lông con như thế này. Dạ. Có 5 hạt ngũ cốc. À, 5 hạt ngũ cốc. Lương. À. Lương, lương thảo đấy. Vâng. Tức là 3 loại đỗ. Vâng. Và nếp cái hoa vàng. À, là như thế. Với lại hạt ngô. Vâng. Ngô đỏ. Đấy, nên như thế. Ông ai trong túi lương. Ông cho con hỏi thêm một cái như thế này nhá. Theo cái con có một cái suy nghĩ như thế này, và con cũng có được chia sẻ bởi một chị cũng nói như thế này, thì không biết là ông sẽ, nếu mà ông nghĩ thế nào thì ông có thể chia sẻ giúp con nhá. Đó là với cái câu là thác ở Trần Thương như vậy, thì có phải chăng là sau đó thì có một cái gọi là một cái hòm đó là đưa về đây, và có thể rằng là ở trong đó có xác của Đức Trần Hưng Đạo, và sau đó được không được chôn mà được hỏa táng không ạ? Thì
theo một cái cách mà nghĩ như vậy thì theo ông thì ông nhận định như thế nào ạ? Nói chung là ở đền đấy thì có sắc phong của ngài thôi chứ còn suy nghĩ như nào thì phải theo nhà nước chứ không mình không nói sai được, nói khác được. Dạ vâng. Đấy nói như thế. Tại vì mình cũng chưa có bằng chứng chưa mà, có bằng chứng nào. Dạ vâng. Và cũng không có một cái gọi là gọi là cái sổ cái sách nào mà ghi lại ghi chép đấy, lại đấy, mà. Đấy. Ừ. Lúc đó thì ông đã đánh xong quân giặc rồi nhưng mà tại sao lại phải đến 70 cái cỗ quan tài để đi các nơi thì cái điều đấy con làm con cũng rất là băn khoăn thì không biết là ông không nó mình giải thích như thế nào ông? Cái cỗ quan tài nó tương ứng với cái tuổi của ngài, tuổi thọ của ngài. À, nó tương ứng là 70 tuổi. À, vâng. Đấy. Trên 70 cái cỗ quan tức là cỡ 72 72 cỗ quan. Cỗ và quan, đi khắp nơi. Vâng, nhưng mà kiểu như là con vẫn chưa hiểu là không biết tại sao lại phải làm điều đấy để đi khắp nơi như vậy hả? Đi khắp nơi là vì, nhưng mà chủ yếu là ba nơi chính. Vâng. Vì là Bảo Lộc, Thiên Trường, Nam Định là quê hương của ngài, vâng. Tức Mặc đấy. Vâng. Thứ hai nữa là Kiếp Bạc, Chí Linh, Nhà Kiếp Dương. Vâng. Quá trình ngài sinh sống mà chủ yếu đánh giặc ở đấy. Vâng. Đánh 6 con sông Lục Đầu Giang. Vâng. Và Điển Hình là trong Bạch Đằng. Vâng. Thế cho nên là cũng phải có ở đấy. Có quan đấy. Vâng. Thế giờ đền Trần Thương là ngài cắm sinh phần đây để đặt cô lương đối quân giặc tất nhiên là phải có. Dạ vâng. Đấy, chứ còn nằm áo quan nào và chôn ở đâu chịu không biết. Không biết. Nói vâng. Như thế. Như vậy thì cái thông tin đấy vẫn là còn là một trong những cái bí ẩn. Vâng, vâng. Chưa có lời giải phải không? Đấy. Dạ vâng. Thế hôm nay con cảm ơn ông rất là nhiều khi mà con được đến đây để gặp ông rồi ông chia sẻ rất là nhiều cái thông tin rất là bổ ích nhá. Hỏi là chú ở đâu? Dạ con ở Hà Nội xuống. Hà Nội xuống. Vâng con ở Hà Nội mà con rất là yêu lịch sử nên là hôm nay con đến với đền Trần Thương để tìm hiểu. Tại vì con khi mà con đến với khu vực của Kiếp Bạc á thì mọi người nói là hãy đến đây để tìm hiểu nơi chôn cất của Đức Trần Hưng Đạo nên con nói vậy thì phải đến xem có thực hư như thế nào để rồi cũng giới thiệu cho mọi người cùng biết. Đấy. Thế còn tôi nói là tôi được phục vụ đây 10 năm rồi. Vâng. Thế thì đền Trần Thương nói sơ bộ trước đây là cái tên làng ở đây là làng Miễu. Làng Miễu. Miễu. Vâng. Thôn Miễu, chợ Miễu, đình Miễu, chùa Miễu. Rồi. Thế sau khi ngài cắm sinh phần ở đây. Vâng. Đặt khôi lương nuôi quân nó giặc. Được đổi tên làng từ làng Miễu thành làng Trần Thương. Vâng. Và cũng đặt cho ngôi đền là đền Trần Thương luôn. Vâng. Cái nghĩa của nó, Trần là mang dòng tộc nhà ngài. Vâng. Thương nghĩa Hán cổ là kho. Đấy, nó điển tích nó như thế. Nó là như thế. Như thế. Vâng. Vâng. Nên mới gọi là Trần Thương. Trần Thương. Tức là kho lương nhà kho Trần. Kho lương nhà Trần. À, vâng. Trần Thương Linh Từ. Trần Thương đấy. Linh Từ. Đấy. Dạ vâng. Thế vâng, con cảm ơn ông nhiều nhá. Vâng. Còn lần nữa con cảm ơn ông. Chào chú nhá. Dạ vâng. Và sau khu vực của đền chính thì đây là cái không gian ở phía sau đây quý vị ạ. Rất là mát mẻ, thoáng đãng với rất nhiều cây. Đến đây tôi thấy là rất là mát luôn đấy quý vị. Khi mà trời thì đang rất là nắng, nắng to. Vậy mà ở trong khu vực này thì hoàn toàn là mát mẻ, cực kỳ mát luôn. Chỉ cần bước ra đây thì nó nắng này, nhưng mà vào đây quý vị biết không, mát lắm. Và đây là một cái nơi cực kỳ lý tưởng để chúng ta đến. Thứ nhất là chúng ta đến để tham quan. Rồi chúng ta đến đây chúng ta đối với những ai mà xem Đức Thánh Trần là một vị thần thì chúng ta có thể đến đây để rồi thắp hương đó cầu xin với ngài. Và không gian ở đây rất là rộng. Toàn bộ khu vực của đền được bao bởi một cái con hào, một hào nước. Ở bên phía bên phải của đền thì có một cái giếng thì đối diện với đó lại là một cái giếng tiếp theo. Hai giếng nhĩ. Và gọi là hai giếng nhĩ. À. Vâng, giếng này được gọi là giếng nhĩ thứ hai, nó nằm hai bên hông của đền. Vâng. Người ta gọi đây là giếng nhĩ nha quý vị. Giếng nhĩ là tai. Vâng. Và tôi nghe nói rằng là hai giếng nhũ. À. À vâng. Hai giếng nhũ. Vâng. Như vậy là vừa rồi thì ông An cũng vừa chia sẻ cho chúng ta đó là hai cái giếng ở cạnh hai bên của đền được gọi là hai giếng nhĩ, tức là
hai cái lỗ tai, còn hai cái giếng ở phía ngoài đó được gọi là hai giếng nhũ, tức là ngực. Còn lúc nãy mà chúng ta vào phía trong của đền có một cái giếng gọi là giếng ngọc đấy, hay là hồ khẩu đấy, thì đấy được gọi là gì ông? Là miệng à ông? Là miệng à ông? Vâng. Dạ vâng. Đấy con cảm ơn ông nhá. Đất đây đất hình nhân bái tướng. Hình nhân bái tướng. Hình nhân bái tướng là hình người đấy. Vâng. Hình nhân bái tướng thì nhìn như thế nào ông? Hả? Nhìn như thế nào được ông? Hình nhân bái tướng thì theo cái thế như thế nào ấy ông? Đấy ví dụ từ cổng đi vào. Từ cổng đi vào. Cổng đi vào là bên ngoài cổng ấy, cái cổng ngoài cùng ấy. Vâng. Nghi môn ngoại. Nghi môn ngoại. Nghi môn ngoại, còn cái cổng có hai cụm nghi đây này. Vâng. Nghi môn nội. Nghi môn nội. Đấy còn hai cái giải ao bên phía đông phía tây gọi là hai sải tay này. Vâng. À. Nói như thế. Là như vậy là hình nhân bái tướng là như hình thế. Hình nhân bái tướng. Dạ vâng. Thế một lần nữa con cảm ơn ông nhiều nhá. Ờ. Dạ vâng, con chào ông ạ. Con chúc ông sức khỏe và may mắn. Vâng. Và ở đây là cái không gian xung quanh của ngôi đền Trần Thương. Một ngôi đền rất là đặc biệt ở tại Lý Nhân Hà Nam. Và Hà Nam lại có thêm một cái địa chỉ nữa để cho chúng ta tìm hiểu và chúng ta đến để chúng ta thăm viếng nha quý vị. Ở ngoài đây thì tôi đang nhìn thấy là có một cái cây. Ở đây có một cái cây bồ đề. Và cây bồ đề này thì được Thủ tướng Chính phủ khi ấy là ông Nguyễn Xuân Phúc về đây trồng vào ngày 2 tháng 2 năm 2017. Và chúng ta hãy nhìn lại cái không gian, đây là gian thờ chính của ngôi đền, kia là cái cổng đi vào của ngôi đền đó. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa đi vào thăm ngôi đền Trần Thương, nơi được cho là nơi đã hóa xương cốt của Đức Trần Hưng Đạo ở tại Lý Nhân, Hà Nam. Và thông tin rằng là nơi này là nơi hóa hay là nơi chôn cất Đức Trần Hưng Đạo thì đó còn là một cái thông tin mà chưa được kiểm chứng một cách chính xác. Và quý vị thì quý vị suy nghĩ như thế nào về việc rằng là nơi đây là nơi mà chôn cất và hoặc là nơi là đã hóa xương cốt của Đức Trần Hưng Đạo? Bởi vì chúng ta đã được nghe cái câu đó là hóa hay là thác ở tại Trần Thương. Có phải chăng đó chính là cái mong muốn của Đức Trần Hưng Đạo sau khi mất sẽ được chôn cất hoặc là hóa xương cốt ở tại đây?